Kính thưa quý khán giả, Đồng Tháp 10 là một khu vực thuộc xã Ngạn Sông Tiền, bao gồm các tỉnh Long An, Tiền Giang và Đồng Tháp, với những đặc trưng về văn hóa, lịch sử và cảnh quan thiên nhiên. Trong chương trình ngày hôm nay thì mời quý khán giả cùng những người thực hiện chương trình, chúng ta tìm về một nơi thuộc khu vực Đồng Tháp 10 để tìm hiểu về những cái nét đặc trưng của vùng đất này quý vị nhé. Kính thưa quý khán giả, thuộc huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp và cách thành phố Cao Lãnh khoảng 43 km về hướng Đông Bắc. Trong chương trình ngày hôm nay thì mời quý khán giả cùng đến với khu di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp. Khu di tích Gò Tháp thuộc địa bàn hai xã Mỹ Quà và Tân Kiều của huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Nơi đây tập trung nhiều di tích khảo cổ quan trọng liên quan đến nền văn hóa ốc eo. Trong đó, di tích khảo cổ Gò Tháp 10 là di tích khởi nguồn và quan trọng nhất trong quần thể khu di tích. Thì xin giới thiệu đến với chị thì đây là đền thần Vishnu Gò Tháp 10. Thì di tích này được các nhà khảo cổ khai quật vào năm 1998. Thì trong quá trình khai quật thì đã phát hiện được nhiều hiện vật quý, nhưng tiêu biểu nhất đó là hai pho tượng thần Vishnu được công nhận là bảo vật quốc gia. Thì dựa vào cái phần kiến trúc nền gạch của ngôi đền cũng như là các hiện vật đã được tìm thấy thì các nhà khảo cổ mới xác định di tích này có niên đại từ thế kỷ thứ 2 đến thế kỷ 12 ạ. Như Hào cũng có chia sẻ thì đây có thể gọi là Gò Tháp 10, nhưng mà tại sao là mình có cái tên gọi là Gò Tháp 10 hả Hào? Cái tên Gò Tháp 10 á, thì về phần cái từ gò thì gò nó như là một cái gò đất cao gáo sẵn có thì người ta gọi là gò. Còn về phần tháp á, cái tên tháp á, thì nó có nhiều cái giả thiết, như là cái giả thiết thứ nhất á, thì cái tháp thứ 10 tính từ Angkor của Campuchia trở về đây. Còn cái giả thuyết thứ hai á thì là cái tháp canh thứ 10 của Thiên hậu Võ Duy Dương và đốc binh Nguyễn Tấn Kiều. Nhưng mà giả thiết đúng nhất á, thì các nhà khảo cổ học á, đã khai quật trong khu di tích Gò Tháp này á, đã phát hiện được khoảng 14 cái đền tháp. Thì các nhà khảo cổ á, mới lấy cái số 14 đó là số tròn, số trục, số chẵn là số 10. Và từ đó là cái tên tháp 10 cũng từ đó mà xuất hiện. Tại đây, các nhà khảo cổ đã phát hiện được nhiều di chỉ, cổ vật giá trị của nền văn hóa ốc eo xưa. Với những điểm tham quan nổi bật như Gò Tháp 10, Gò Minh Sư, Tháp Cổ Tự, vân vân. Nhiều hiện vật cổ, có cả những hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia như tượng thần Vishnu và tượng nữ thần Lakshmi hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Đồng Tháp. Khu di tích Gò Tháp là một di chỉ khảo cổ ý nghĩa của Nam Bộ. Vào cái thời điểm nào trong năm thì khu di tích của mình sẽ thu hút đông đảo du khách nhất trong năm thế nào? Dạ, thì ở khu di tích Gò Tháp em á, thì có hai kỳ lễ hội thu hút rất là khoảng hàng trăm ngàn lượt khách về đây tham quan cúng viếng luôn ạ. Là lễ Vía Bà Chúa Xứ vào gầm tháng 3 âm lịch và lễ tưởng niệm ngày mất của cụ Thiên hậu Võ Duy Dương và đốc binh Nguyễn Tấn Kiều vào gầm tháng 11 âm lịch. Thì về ông Thiên hậu Võ Duy Dương á, thì ông sinh ra và lớn lên tại Bình Định. Thì đến năm 1860 thì do ông có công dẹp cuộc nổi loạn của người Thạch Bích thì ông mới được phong hàm Chánh Bát Phẩm Thiên Hậu. Thì đến năm 1862 thì triều đình Huế mới ký hiệp ước Nhâm Tức. Theo đó đó là nhường ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ là Biên Hòa, Gia Định, Định Tường cho Pháp và buộc nghĩa quân phải giải giáp và rút khỏi ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ. Thì với tình hình đó thì nhân dân mới tôn Chương Định làm Bình Tây Đại Nguyên Soái. Dưới hàng ngũ của ông là ông Thiên Hậu Dương được phong làm Chánh Đề Đốc. Thì đến năm 1864 ông mới dựa vào cái địa thế sinh lây cũng như là kiểu đánh du kích
đã đánh tan được nhiều đồn bót của giặc. Trong khuôn viên khu di tích ngày hôm nay thì đây là đền thờ của ông Thiên Hậu Võ Duy Dương. Thì du khách có thể đến đây để thắp một nén hương cho ông để tưởng nhớ một vị anh hùng đã có công cho dân tộc. Địa bàn khu di tích Gò Tháp từng là căn cứ cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống Mỹ và chống Pháp. Nơi đây ghi dấu chiến công và tinh thần chiến đấu của quân và dân ta trên vùng đồng Tháp 10. Tạo cảnh quan mang dấu ấn bản sắc địa phương, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh sen đồng Tháp. Xung quanh khuôn viên đền thờ Thiên Hộ Võ Duy Dương, đốc binh Nguyễn Tấn Kiều, ban quản lý bố trí nhiều chậu hoa sen rất độc đáo. Tại di tích Gò Tháp còn có một bộ sưu tập những loài hoa sen được ban quản lý cất công sưu tầm đem về trồng tại đây. Đến với di tích Gò Tháp thì quý khán giả đừng bỏ qua cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những bông hoa sen trong bộ sưu tập này nhé. Đây là những loài hoa sen kiểu mới, mang vẻ đẹp độc đáo như quan âm trắng, quan âm hồng, sen thái trắng, sen súp bờ, Red Eden, vân vân. Với nhiều kiểu cánh hoa và màu sắc đa dạng, sắc dốc rực rỡ của những bông hoa sen góp phần tạo điểm nhấn và phong phú hơn không gian khu di tích. Di tích Gò Tháp còn có giá trị quý về sinh thái khi sở hữu hơn 300 hectare những cánh rừng tràm, cây cỏ đặc trưng phục vụ du khách trải nghiệm sinh thái vùng đồng Tháp 10. Những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi tỏa bóng mát xuống những lối đi nhỏ uốn lượn quanh co xung quanh khu di tích, tạo không gian trong lành, thoáng đãng. Vào mùa nước nổi, đồng sen nơi đây nở rộ, hương sen thơm ngát, đồng nước bạc ngàn, du khách sẽ có cơ hội đắm mình trong vẻ đẹp rất riêng của đất sen hồng. Sở hữu cảnh quan thiên nhiên quang sơ với thảm thực vật đặc biệt phong phú. Vào mùa nước nổi, khu di tích Gò Tháp trở thành điểm đến hấp dẫn. Vào thời điểm này, du khách đến với Gò Tháp có thể thư giãn dạo bước trên những chiếc cầu gỗ trên đồng nước, tìm hiểu nếp sinh hoạt vào mùa nước tràn đồng của cư dân địa phương, hay thưởng thức sản vật đặc trưng của mùa nước nổi phương Nam. Tất cả sẽ giúp du khách hiểu thêm về vùng đất bình dị và trù phú mang tên Đồng Tháp 10. Với những giá trị lịch sử, văn hóa và khoa học đặc biệt của di tích, ngày 27 tháng 9 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã xếp hạng di tích lịch sử và khảo cổ Gò Tháp là di tích quốc gia đặc biệt của nước ta. Thời gian gần đây, tại di tích Gò Tháp, huyện Tháp 10 còn tổ chức phiên chợ quê mỗi tháng một lần vào thứ Bảy tuần cuối cùng của tháng. Đây là hoạt động trải nghiệm nhằm giới thiệu đến du khách một nét văn hóa ẩm thực của vùng đồng Tháp 10 xưa. Kính thưa quý khán giả, chợ quê tại khu di tích Gò Tháp được tổ chức mỗi tháng một lần vào thứ Bảy của tuần cuối cùng mỗi tháng. Nhưng nếu quý khán giả đến với huyện Tháp 10 không đúng vào dịp này nhưng vẫn muốn trải nghiệm chợ quê thì trên địa bàn huyện Tháp 10 vẫn còn một lựa chọn khác. Trên địa bàn huyện Tháp 10 có chợ quê Mỹ Đông cũng là một lựa chọn để du khách khám phá nét đẹp văn hóa trên vùng đất Nam Bộ. Phiên chợ quê định kỳ mỗi tháng họp 2 lần vào thứ Bảy tuần đầu tiên và tuần thứ Ba hàng tháng tại con đường bên cạnh cánh đồng lúa xã Mỹ Đông. Chợ quê Mỹ Đông thuộc địa bàn xã Mỹ Đông, huyện Tháp 10. Chị ơi, bán gì đó chị? Chị bán gỏi sữa đủ, lỗ tai heo, tôm và xiên xáo, xiên xăm và hộp é. Xáo với xiên xăm là 10, chị bán 15 ngàn ly, gỏi sữa đủ 20, 30, tùy theo ý thích mọi người.
là ốc nhồi thịt. Dạ. Dạ. Được làm bằng ốc lát gác bếp này bằm ra rồi nhồi với thịt bằm. Mừng cho kỳ công vậy hả chị? Rồi gói thêm cái cọng xả nữa, cái cọng chị đang cầm là cái cọng xả. Dạ. Mình gói ở trong cái ốc chút này, mình hấp lên. Dạ. Hấp lá chanh, hấp với lá chanh. Dạ. Rất là thơm luôn. Dạ, thử đi thơm mùi của xả với lá chanh. Dạ. Nước mắm là nước mắm thơm của xả ớt. Bên cạnh không gian tươi đẹp dùng tháp 10, không khí nhộn nhịp của một khu chợ dùng nông thôn với những sản vật đặc trưng của đồng nước, những chiếc bánh dân gian thấm đượm hương vị quê nhà. Những phiên chợ quê dùng tháp 10 tái hiện nếp sống, nếp sinh hoạt độc đáo miền quê Nam Bộ, cùng những di tích lịch sử và cảnh quan thiên nhiên đặc trưng dùng đồng tháp 10. Huyện Tháp 10 là điểm đến nhiều trải nghiệm lý tưởng để du khách hiểu thêm về lịch sử, văn hóa, thiên nhiên tươi đẹp và sự chân tình của những cư dân trên vùng đất Nam Bộ. Đến đây Nam Bộ Du Ký xin nói lời chào tạm biệt quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khán giả trong những hành trình tiếp theo.